Dũng. Bơm rồi. Đứng ra xem nào. Còn một đồ chơi đâu rồi? Đấy, khoe ông cái này mở kiểu gì đây? Đấy. Này đầu bé quá đây là tụt xuống. Đấy mang ra phải ông này. Úi giời. Đấy mang ra phải ông lên. Rồi. Nhiều sướng thế. Đấy, bây giờ là cái bưởi này, là cái bưởi thế này, bưởi